Xin chào, rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Tốt Sao Hàn. Các bạn thân mến, để không bỏ lỡ tất cả những tin tức mới và hot nhất trong ngày thì đừng quên like và đăng ký kênh ủng hộ chúng mình nhé. Và sau đây sẽ là nội dung chính của trong video ngày hôm nay. Ngày 9 tháng 6 giờ Hàn Quốc, buổi chào sân đầu tiên của aespa đã diễn ra tại sân vận động New York Yankee trước trận đấu giữa đội Yankee và đội Chicago White Sox. Vào ngày này, các thành viên aespa Karina Winter và Ninh Ninh đã xuất hiện tại sân vận động bóng chày, trong khi Giselle không thể tham dự do vấn đề về sức khỏe. Trong đồng phục của đội Yankee, ba thành viên khoe vẻ đẹp của mình và vẫy tay chào đám đông cổ vũ, thể hiện phong thái thoải mái. Sau đó thì Winter ném cú ném đầu tiên, sau đó ba thành viên chụp ảnh kỷ niệm với các cầu thủ Yankee, kết thúc thành công cú ném đầu tiên sau khi ra mắt. Sau đó thì aespa đã thu hút sự chú ý bằng cách tung ra những bức ảnh hậu trường thông qua SNS chính thức của họ, cho thấy sự lo lắng và những bước chân căng thẳng của các thành viên khi họ bước vào sân. Với lần ném bóng đầu tiên sau khi ra mắt là cho giải bóng chày nhà nghề Mỹ, vị thế toàn cầu của aespa được đánh dấu rất cao. Đây là lần đầu tiên một nghệ sĩ Hàn Quốc ném bóng tại một trận bóng chày thuộc giải Major League sau ca sĩ kiêm diễn viên Suzy vào năm 2014. Trong khi đó thì đội Yankee bày tỏ lòng biết ơn đến aespa thông qua SNS chính thức của họ. Mặt khác thì aespa sẽ biểu diễn tại một lễ hội âm nhạc ngoài trời ở New York được tổ chức từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 6. Chúng mình là Top Sao Hàn, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên like, share và subscribe để cập nhật những tin tức mới nhất và hot nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.